Vâng, và chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Bóng Đá. Hôm nay thì quay trở lại kênh, em sẽ thanh lý cho bác một cái cặp loa. Đầu tuần thì em tranh thủ em làm một số video em bán hàng cho bác. Và thì em thanh lý một cặp loa duy nhất của nhà Heiko, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Đức. Nếu các bác đã từng chơi sản phẩm hàng bãi thì bác không lạ gì Heiko. Heiko của Đức thì ở hàng bãi rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ bán cho bác một cặp loa, đó là mã Aurora 300 của Heiko, Heiko Aurora 300. Cặp bút xem em có giá niêm yết là 14 triệu 9. Hôm nay thì em thanh lý cho bác một cặp duy nhất thôi, cặp trong video này luôn. Đó là mức giá sẽ bán cho bác cặp một cặp, đó là giá 9 triệu rưỡi các bác. 9 triệu rưỡi một cặp duy nhất, màu là màu Oakline, màu trắng vàng. Đấy, ok, bây giờ sẽ khui hộp ngay và em trải nghiệm các cặp loa này. Có một số sản phẩm lẻ mà em bỏ mã không bán nữa thì sẽ thanh lý cho bác để bác mua được mức giá, và cặp loa rất là hay. Tuy nhiên là nhà em đang tập trung vào một số cái dòng sản phẩm của sao ba, do đó thì sẽ thanh lý đi một số mẫu loa bút xeo mà để giải tán kho để tập trung cho các sản phẩm sau 3. Ở đây thì cặp loa vẫn là cặp loa new và mới 100% chính hãng, bảo hành 1 năm các bác nhé, các bác yên tâm như vậy, có đầy đủ giấy bảo hành ở bên trong. Cặp loa thì có thể chơi ở phòng đâu đó khoảng 25 m², với khả năng chơi với âm trầm xuống là 30 Hz và giải cao lên tới 42,5 kHz, tức là khả năng mở rộng âm thanh là rất tốt, rất tốt. Và màu là màu trắng ở phía trước, còn phía hông là màu vân, nó gọi như thế nào, gọi là màu Oakline, gọi là màu hơi sáng sáng gỗ. Đây, các bác nhìn trong video các bác sẽ thấy là nó cũng sẽ hơi hơi sáng gỗ các bác nhé. Đó, cặp loa là khá nặng, một chiếc loa nặng khoảng 8 kg một chiếc loa, với cái phía trên này có cái logo của dòng series Aurora này. Đấy, còn phía hông này nó sẽ là màu kiểu dạng như là màu Oakline các bạn, đấy như thế này, vân giả vân gỗ. Về cái cấu trúc của loa này thì các bác sẽ thấy là nó khá lớn, bởi vì riêng củ loa bass bình thường, những cặp loa bookshelf size cỡ như thế này thì loa bass chỉ khoảng đâu đó khoảng 15 cm tới 16,5 cm thôi, nhưng con loa bass này lên tới 17 cm thì nó sẽ khá lớn, bình thường thì gần chạm mốc 20 cm rồi, 17 cm. Và ở bên trong sử dụng vật liệu màng giấy tổng hợp và độc quyền của Heiko, gân là gân cao su. Chính vì có một cái vật liệu mà màng giấy và gân cao su như vậy thì nó mang lại cái âm trầm rất là mềm mại. Thì thường các sản phẩm như các hãng mà họ hay làm và nổi tiếng về bass màng giấy, có thể gọi tới JBL, cũng là trong những thương hiệu mà làm đồ nghe mà làm bass màng giấy, nhưng mà bass màng giấy dạng khăn xếp cũng rất là nổi tiếng. Ở bên ngoài được gia cố những tấm đinh như này và có logo của Heiko ở phía trước sáng bóng này, rất là đẹp, rất đẹp luôn. Và cái kích thước của cái loa này về cái chiều cao là khoảng 35 cm, chiều sâu 32 và chiều rộng khoảng 20 cm. Ở bên trên thì sử dụng một cái con loa chép với rất đặc biệt, với đường kính là 2,5 cm. Con loa chép này thì đó là dạng loa chép Flutters và có cái đường kính là, xin lỗi bác, là 2,8 cm. Và thiết kế dạng nam châm kép, tức là ở trong có hai tầng nam châm. Nó mang tới giải cao có thể đạt được lên tới 42,5 kHz, tức là giải rất là cao. Và được dạng thiết kế dạng đợi khí động học dạng cao su khăn xếp như này này. Và đây cũng dạng là một thiết kế kiểu làm cho cái độ mở rộng âm thanh nó rộng hơn, để mang lại khả năng làm đầy và lấp đầy cho căn phòng nhanh hơn, và độ mở lớn hơn. Thì một cặp loa có một cái thiết kế nói chung là cũng rất là táo bạo, khác biệt. Còn về phía bên ngoài thì cũng được đặt trên một cái hệ thống gọi như là một hệ thống gỗ thiết kế kiểu vuông chống rung, và đặt một tấm ở phía trước để giữ gia cố riêng cho phần củ loa, còn thùng loa thì đặt được cách điệu riêng ở phía sau. Các bạn nhìn này, phía này bạn thấy này. Đây, toàn bộ ở phía trước là một tấm khung để có thể giữ củ loa, còn phía sau thì nó là một thùng gỗ đã đặt riêng ở phía bên dưới. Còn về cái cầu loa thì đây là một dạng thiết kế cũng khá là tiêu biểu. Tuy nhiên thì bình thường với những cặp loa mà gọi là mức ở phân khúc này thì ít khi người ta mạ vàng cầu loa lắm, nhưng mà ở sản phẩm này thì các cầu loa đều được mạ vàng. Nói chung là khoảng mạ vàng như thế này thì nó sẽ mang lại, một là cái thiết thẩm mỹ nó đẹp hơn cho các bác, chúng ta nhìn nó đẹp hơn. Cái thứ hai là gì? Cái sử dụng nó cũng dễ dàng hơn. Như một số cái cặp loa thì dùng mỏ chim, nhưng mà riêng cái này thì dùng bắp chuối. Các bác cắm bắp chuối vào đây hoặc bác xoáy ra như này, các bác nối vào. Ngoài ra thì các bác sẽ có thể đánh được big wide, tức là tháo cầu loa ra đánh cả giải bass và giải chép riêng. Về công suất của loa thì một chiếc loa này có công suất lên tới là 150W các bác nhé, 150W, và đặc biệt là trở kháng nó có thể đánh từ 4 đến 8 ohm, do đó các bác yên tâm. Đấy, 150W cặp loa này,
hai chiếc loa là một là khoảng 300W, nói chung là cũng rất là khỏe và thoải mái. Ở sau đây đấy, có nhìn đâu, nhìn cầu loa rất là mê luôn. Đánh BY được, tháo cầu loa đánh BY, đánh bát chép riêng, còn không thì đánh stereo mono bác để nguyên như vậy. Ở phía sau đây thì bác sẽ có lỗ thông hơi với thiết kế mực mạ chrome, nó cũng nói chung là cũng không có nhiều khác biệt về lỗ thông hơi so với một số hãng loa khác, nhưng mà đặc trưng là có thể thấy mạ chrome thì nó cho cái phần tiết diện và giảm cái diện tích, giảm cái ma sát đi nhiều. Đó là về phần phía sau. Đó thì cặp loa này đang có giá niêm yết là 14 triệu 9. Em thanh lý một cặp duy nhất, em bỏ mã, em bán sản phẩm, tập trung vào sản phẩm khác, đồ karaoke cũng như đồ sau ba. Thì thanh lý cái bác cặp loa này rất hay với mức giá là 9 triệu rưỡi. Các nhà một cặp duy nhất thôi, hàng mới hết bảo hành 1 năm chính hãng cho các bác. Bạn nào quan tâm alo trực tiếp hotline 0964801493, và lưu ý là có một cặp thôi. Em khẳng định là giá này là giá quá hời cho bác đang tìm kiếm cặp loa Buxell hay, chất lượng và muốn trải nghiệm. Thì cặp loa này không có gì để chê cả về âm thanh với mức giá đấy ở thị trường. Tuy nhiên là phiên bản màu trắng có thể sẽ hơi kén màu với một số bác, nhưng mà nếu các bác nào tìm được một chiếc âm ly màu gold, màu bạc ghép vào thì em nghĩ là cũng khá là hay. Hôm nay em sẽ lựa chọn để ghép cho các bác một cái âm ly nó cũng có màu tương tự. Đó là âm ly Marantz Stereo 70F. Cặp chiếc âm ly này đang có giá tham khảo khoảng dưới 20 triệu. Dưới 20 triệu cho bác, nói chung là cũng dễ dàng để phối ghép và khai thác được tối đa cái điểm mạnh của cặp loa này. Ok, và ngay sau đây sẽ mời các bác đến với những một số bản test nhạc trên chiếc âm ly Marantz Stereo 70S kết hợp với lại cặp loa Heiko Aurora 300 các bác nhé. Vàng rơi giăng ai mơ mộng,
chiều qua dòng sông, riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông sen, có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca dạ rời. Cuộc tình sâu không nguôi. Chiều qua sông sen, có con chim bay cuối trời, cất lên tiếng ca dạ rời. Cuộc tình sâu.